quý vị, như vậy là sau khi Ngọc Hân đã bắt cóc được những ca sĩ đã dậy sớm để chạy sân khấu cho những tiết mục của mình ở trong lobby của rạp hát Mystic Lake Casino and Hotel, thì sau đó Ngọc Hân đã đi ra ngoài trước cửa Casino Mystic Lake. Thì ở đó Ngọc Hân đã gặp được các danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Trung Dân và còn có sự góp mặt vào giờ chót cực kỳ bá đạo của nữ ca sĩ Phi Nhung. Livestream này vì sao đạt được một trong những lượt view cao nhất trên Facebook của Trung tâm Thúy Nga thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè, đó, nhảy, nhảy. Nhảy, anh Trung Dân. Dạ. Mình sẽ livestream với danh hài Trung Dân nè, danh hài Chí Tài nè. Để nghĩ anh Hoài Linh cái đi đó nè, anh đi nè. Đó. Anh còn livestream nè. Vẫn còn livestream hả? Chưa mất sóng. Chưa mất sóng. Máy tốt, máy bên tốt. Bên đây mới bị mất sóng nè. Tôi là một cái người ngày còn nhỏ đó thì tôi cũng được xem chương trình của Barry Bay này, mà xem băng. Sau này cao cấp hơn chút xíu là xem đĩa. Mình không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là một trong những cái người được tham gia vào trong cái trung tâm của Thúy Nga. Thực sự đó là một cái điều vui, hạnh phúc và mình cảm thấy vinh dự. Bởi vì mình góp một phần nhỏ công sức của mình kết nối với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu nhìn về Thúy Nga, xem những tiết mục trong đó. Bên cạnh đó chúng ta còn nhìn về cái rộng hơn của đất nước Việt Nam về văn hóa. Đây, anh đây. Chào tất cả quý vị. Quý vị đến thứ bảy xem Linh diễn kịch, chủ nhật cũng có cái kịch và đặc biệt là có một tiết mục nó đặc biệt với em thôi, là em được hát, em được ca sĩ, em được làm ca sĩ. Bà bầu Merito, giám đốc trung tâm tiếng Nga đã cho em hát rồi. Trời ơi, em sẽ tham gia với ca sĩ Hoài làm hai cha con được hát chung, hạnh phúc vô cùng. Sau mấy chục năm diễn hài cuối cùng đã được làm ca sĩ. Không, hồi xưa cũng đã hát rồi, nhưng mà chưa hát tiếng Nga thôi. Lần này sẽ tiếng Nga mà hát một cái bài đặc biệt lắm á. Phi Nhún, Phi Nhún. Nhung ơi, Nhung ơi. Làm gì, làm gì. Nhung. Ôi vậy đó hả? Chị Phi Nhún á. Anh cứ chọc anh lúc nào anh cũng đè hàng. Mày đi, mày cũng lúc nào mày cũng nhúng rồi. Em nhúng rồi nè. Bà đi không bao giờ bà đi yên được anh. Đúng rồi. Bà đi nghe anh chơi. Lúc nào cũng vậy đúng rồi. Chứng tỏ sao anh đi nhúng đi từ xa nhúng đi lại cho em coi coi có nhúng không ạ. Đúng không? Đi lại coi. Bình thường nha. Đi bình thường nha, hai ba. Ủa vậy hả? Có nhúng. Nhúng nhẹ, nhúng nhẹ, nhúng nhẹ. Không nhúng nhẹ. Không nhúng nhẹ. Không chế giờ đó nha. Ok. Em mang lại trước rồi đó. Đơ là đơ rồi, đơ là phải nhúng rồi, đơ. Ôi, đâu có nhúng đâu ta. Trời ơi. Ở họ có người đè hàng. Bây giờ chú thấy Nhung ngồi đây, chị Nhung ngồi đây. Chị Tài, xe dỗ cho em ngồi coi. Người đàn ông gì mà không có bao giờ lịch sự à? Là của ai vậy? Xích quá, xích quá, xích quá. Người đàn ông không có lịch sự. Về Mỹ mà còn không lịch sự nữa. Đây là chị Phi Nhung, chị mới vừa. Đây là con Phi Nhún á. Ôi anh nhún mà ta. Không có, có. Nhưng mà quý vị thấy không? Phi Nhún nhưng mà tính tình như Phi Thiền vậy đó, bà bài vậy đó. Vừa rồi anh về Cam Ranh có ghé mộ mẹ. Anh còn ghé với em thôi. Chị thôi không ghé luôn hả? Còn có cái bất giết bất giết. Không, đâu, bây giờ... cái show này nó hấp dẫn hơn là cái đó. Ghê lắm. Tại sao? Cái này là thâm cung nội chiến thì gia đình nội loạn nè. Nghe nó nói lâu lắm không đi thăm mộ mẹ là bứt. Ây da. Anh thiệt, anh thiệt. Anh thiệt, anh thiệt. Em bận đi làm chứ bộ. Nhưng mà em mấy đứa em một chợ đưa tiền cho nó về nó mua đồ. Rồi. Nhung hâm mộ vẫn đẹp mà sạch sẽ lắm. Dạ. Ở nghĩa trang Hoàng Nghĩa là yên tâm mà, nghĩa trang Hoàng Nghĩa Cam Đức là yên tâm. Giờ là Cam xém chút xíu nữa là em ăn thành vợ chồng. Lôi mày nằm mơ đi nha Nhung. Xí nhờ đó em. Đứa nào cũng già bây giờ. Xưa là anh Hoài Linh yêu đơn phương chị Phi Nhung. Có yêu đơn phương mà Phi Nhung yêu đơn phương tôi. Trời ơi. Cái đó nói ra thì con gái nó hơi nhục. Trời ơi, trời má anh thích em làm con dâu anh chứ. Vậy thôi, anh thích nhưng mà bà là bỏ bụng mắm tôi rồi.
Không, nhưng mà bây giờ là chị Phi Nhung chỉ đi theo anh Mạnh Quỳnh trở lại rồi. Chị đã trở nối lại tình xưa với Mạnh Quỳnh rồi. Nối lại tình xưa là cuộc đời của chị. Bởi vì chị chuyên quá mà. Chị chuyên chuyên quá mà. Kỳ này hát với Mạnh Quỳnh đó. Anh chung chuyên cuộc đời. Mấy thằng kia hả mày? Rồi em nó chung chuyên quá vì nó lỡ thời. Bởi vậy Mạnh Quỳnh mới viết một bài hát mà để kỳ này hát cho Thúy Nga đó. Là bài hát là giống như là em bị lỡ thời vậy đó. Rồi không ai cưới là Mạnh Quỳnh qua Mỹ đi trước. Tình con gái ế. Bài hát được mang tên tình con gái ế. Có. Tình con gái ế hả? Tình con gái ế. Thì đó, tình cô gái ế. Như là nói em là lỡ thời, bây giờ không ai cưới thì Quỳnh về Mỹ. Và giờ Quỳnh sẽ làm hôn thú giả với lại vợ của Quỳnh đó. Quỳnh nói vậy đó, nên đó là Quỳnh làm hôn thú giả xong rồi Quỳnh về lại Việt Nam rồi bắt đầu Quỳnh mới cưới em đó. Là cái câu chuyện nó là như vậy, hấp dẫn quá, rất là bi đá mà chờ cho em là đóng khung em luôn là một cô gái ế. Nhưng mà lần này chị Phi Nhung được vào vai gái trẻ á, đẹp ha, mới có 30 hả? Mà nói em là ế làm sao? Chị mới có 30 hả? Nói sao? Mấy cưng nói sao chị? 30 hả? Chị già. Có ai nó không phải kìa. Không già chứ chị không có già nha. Cái đầu của chị rất là ngây thơ và hồn nhiên. Chị nào thử hay chị là 30 hết đó. Lúc nào cũng 30. Thôi nói chung là tập trung lại nè. Mời quý vị ngày mai, tối mai 26 đến Miss Black Casino and Hotel ở tại Minnesota. Đó. Với lại buổi trưa Chủ nhật 27. Chủ nhật thì cắn mạnh chứ, nhấn mạnh Chủ nhật. Chủ nhật, chủ nhật. Quý vị nào bận thứ 7 thì Chủ nhật đi coi buổi trưa. Còn buổi trưa xong rồi về, ngày thứ 2 là ngày Memorial Day. Nghỉ lễ. Nghỉ lễ nữa. Oh, wow. Khán giả nói là chị Phi Nhung 30 tuổi 18 năm trước nè. Chết thôi. Ai vậy? À, Hoàng Nguyễn gì nè. 30 tuổi rồi. Sai rồi. Vô xe về. Không, vô xe của em nè. Bây giờ đó khán giả hỏi là chị Nhung Paris Man có 26 này có bao nhiêu tiết mục? Ghế mày kêu vô xe của mày. Hỏi gì kìa? Shop về nè. Shop. Hỏi cái gì kìa? Hỏi gì? Khán giả hỏi là Paris Man lần này chị Nhung có bao nhiêu tiết mục? Bao nhiêu tiết mục? À chị hả? Nhiều lắm. Chị đóng nhiều lắm tới biết. Nhiều lắm không có nhớ. Ở đâu? Mình nó ôm hết rồi. Em ôm chị ngồi trên ghế mà nó còn thấy nó đi, nó ngồi trên ghế mà nó kêu vô xe của nó là vô xe của chị. Trời ơi, em đang mời khán giả tới. Phải đọc tiếng Anh là share. Dạ dạ, em vô share. À, chị ơi, lần trước chị lên livestream với chị Kỳ Duyên á, chị chưa có bật mí là cái tiết mục của chị lần này với anh Mạnh Quỳnh là happy ending hay là có được về cùng một nhà không hay là lại phải chia tay như những tiết mục kia? Ủa, lên bốn á, anh bốn. Hình như chia tay hả? Thì đã nói cái câu chuyện là đợi em phải đợi Mạnh Quỳnh về. Bây giờ là coi như là em đợi Mạnh Quỳnh về, Mạnh Quỳnh cưới. Tại vì Mạnh Quỳnh phải qua Mỹ, rồi Mạnh Quỳnh ly hôn với vợ. Rồi bắt đầu mới về Việt Nam cưới em, đưa em qua. Nhưng bây giờ nó nói nếu mà em mà muốn cưới nó là em phải đi cắt mắt. Mà em tính cắt vậy thôi. Cắt nghề đẹp không? Em nói hồi nào anh tự nói. Này cái này là Hoài Linh nói cho Phạm Duy Dương nói. Nâng. Nâng mắt. Chờ nha, mà tới 35 năm. Tại vì lúc cái mặt ổng gì nó đẹp. Căng nha mặt. Là lúc chết ổng là cái mặt ổng bị ổng căng, bây giờ mà ổng già. Đâu già đâu mà già. Chưa già, chưa già lắm đâu. Căng lên vậy thôi. Đẹp á. Được á. Mặt đẹp. Em nghĩ đẹp á. Muốn. Rồi đẹp á, muốn rồi. Đẹp á. Trời ơi. Thôi bữa bây giờ tôi đã nói là thời buổi bây giờ là tuổi tác không có thành vấn đề, có tiền mới là quan trọng, đi làm gì làm đẹp, con trai bây giờ cũng làm đẹp quá trời. Ôi, tao nó bây không... giờ tao không dưỡng da, tao để tiền tao dưỡng già. Xuất sắc. Nhưng mà bây giờ tóm lại nha quý vị là thứ bảy tuần này là vở hài kịch với thứ bảy tuần này nói chị cho xa bà nói chị cho mai, xa mai, ngày mai dạ, ngày mai tomorrow dạ em mai, lỗi của em xin lỗi nữa hai ngày tomorrow night Ba với mẹ. Cấu trúc nội hình của gia đình này nó hơi rối vậy. Đó. Bây giờ quý vị đừng quan tâm cứ tới được rồi. Bây giờ là em chỉ nựng con em thôi. Bây giờ em mới chưa 15 năm. Em phải 15 năm. Chứ mà làm sao mà lấy 4 thì bằng được.
để ông già rồi không ai lo. Bảy quá, bốn giờ già rồi em lo. Bốn những kẻ. Căng đi. Căng lại, trời ơi. Mắt độc lắm nha. Đó, mắt lên. Đăng lên. Nói tóm lại là tối mai với lại thứ mốt ở tại Mystic Casino and Hotel ở tại Minnesota. Yeah. Em đi ăn cơm đây. Bye. Bye đi. Tóm lại là em sửa lại vậy được không? Được. Em làm xong để mới chung lên thiệt. Hết hồn, hú hồn vậy đó. Chị đẹp quá mà, chị Tài. Vậy là tiếng Mỹ, tiếng Mỹ nó kêu là beautiful. Nứt màn hình điện thoại em kêu rồi đó. Trời ơi, nói sao nứt gì đó. Một lát nữa đây thì khoảng 1:30 nữa thì livestream phía Nga sẽ trở lại với Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và Dương Triệu Vũ. Thank you quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. See you.